Xin chào tất cả mọi người nhé. Đấy, hôm nay thì là mình sẽ tiếp tục cái trò chơi này. Thì bây giờ hôm nay sẽ có hai bạn này chơi cùng với mình. Trò chơi thì sẽ thể hiện sẽ như sau. Ở đây thì mình sẽ có 10 viên bi. Đó, mỗi bên là sẽ có 10 viên bi. Và nhiệm vụ của mọi người là sẽ phải lăn từ trên bóng này. Và mỗi một lần lăn thì chúng ta sẽ cầm theo một cái viên bi này. Và điểm xuất phát là cái vạch đây nhé, để cái cầu lông đây nhé. Nếu nhưng mà ai mà quá cái vạch cầu lông này thì nó là vi phạm nhá, là sẽ bị loại, được chưa? Rồi mình sẽ lăn này, trượt. Đó, ở đây nó có ca đây nhá, thì mình sẽ thả đi vào, đó, thả đi xong thì lại lăn trượt về. Rồi lại nhặt tiếp, ai mà hết 10 viên bi trước thì người đó sẽ là người chiến thắng, được chưa? Và nhớ này, trong quá trình lăn nhá, nếu đứa nào mà rơi trượt chân như thế này thì sẽ phải lăn lại, được chưa? Chứ còn đi đấy không thì tính tiếp. Ok chưa? Có rõ chưa? Rồi nào, ngồi xuống chuẩn bị chưa? Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên. Được rồi, về nhanh. Được rồi, chỉ cần cái lúc đi mà không bị chạm chân xuống đất, thả bi là sẽ được tính. Nhanh, sao ai hết trước. Nam có vẻ đang nhanh hơn rồi kìa. Sao mà lần lượt thế? Sao đấy? Tay về à? Sao không lên được à? Chết rồi, chết, lùi lại nào. Lăn quả bóng lùi lại. Đấy, dưới cái vạch quả cầu lông. Nào, chết, lùi lại nào. Lùi lại dưới vạch cầu lông, đưa quả bóng xuống dưới vạch cầu lông rồi. Cố gắng với xa chứ. Cố gắng với xa là nhanh. Trời, bây giờ nó bắt đầu chơi bài ném à. Trò chơi của chúng ta thì sẽ là như thế này. Bốn góc đây là bốn quả cầu lông.
vẽ cho một hình vuông. Thì bây giờ hai đứa sẽ ôm bóng như thế này nhé, và đẩy vào nhau. Đứa nào mà để đi ra khỏi cái ôm vuông như thế này thì đứa đấy sẽ bị thua. Ok chưa? Hả? Ừ, phải đi giày chứ, bỏ giày này để mà chất chân à? Rồi. Đứa nào chỉ cần bị ra ngoài hai lần thôi là sẽ thua rồi. Ok chưa? Nhưng mà từ 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 đã. Tốt nhất là ấm bóng 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 rồi đây. Đội mũ bảo hiểm không? Chơi an toàn, đội mũ bảo hiểm vào đây. Nhớ đâu ngã trượt chân chứ. Ok chưa? Đây, chỉ bắt chụp cái bánh nào. Không, gần bài chào, gần bài chào. Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Không, đẩy bóng với nhau, đẩy bóng với nhau. Tìm bóng với nhau đi. Không, tìm bóng với nhau, đừng bóng với nhau. Đấy, đúng rồi. Phải đẩy bằng bóng nha, không du đằng sau lưng. Không du đằng sau lưng. Không được du đằng sau lưng. Rồi chết ra ngoài. Một lần. Luôn luôn nhớ là đẩy bóng chạm vào nhau nha, không được du đằng sau lưng. Rồi bắt đầu chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi. Rồi. Nam ra ngoài. Nam ra ngoài. Tiếp tục đảo lại nào. Vậy là tỷ số đang là 1-1. Đấy. Lượt cuối cùng nha. Lần này đứa nào ra ngoài là sẽ thua luôn này. Chuẩn bị nào. Vòng cuối nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi cố gắng lên. Đứa nào mà thua lần này sẽ là thua luôn này. Tỷ số đang 1-1 rồi. Rồi chết ra ngoài. Rồi không nè. Vậy là cái trò chơi này mình kết thúc là Nam là chiến thắng 2-1 đó. Và tổng kết thì Nam là người chiến thắng áp đảo. Áp đảo hơn. Hy vọng rằng ở những trò chơi sau thì chiếc là của chúng ta thì sẽ giành được chiến thắng hơn. Ok không? Rồi trò chơi của chúng ta đến là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình nha. Bye bye.